Con này thì tất nhiên vẫn chạy bình thường đúng không? Đúng rồi. Con này thế. Bây giờ là 3 giờ rồi. Con này là bị nước vào này. Chưa mở lần nào. Con này máy xịn đấy chứ. Chính xác. Máy xịn đấy. Nó ra tự nhiên là làm nó vào chứ. Đây không? Con này là coi như là bị nước vào. Đúng rồi. Trách nhiệm của em là chống nước con này. Chống nước với lại chứ là bây giờ nó chết thì chắc phải lau dầu. À lau dầu được. Ừ đúng rồi. Ê vâng. Bởi vì tôi được. Thấy nó cái hạt hạt luôn. Được, 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 cái này làm được. Cái này mặt kính như xước ác ớm vậy. Mẹ nó bỏ chống xước mà không phải tôi làm cho cổng thả đấy. Chữ gì là gì nó vâng. Rồi con này là làm được. Con này mai lấy. Tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu con? Con này à đấy, bán thóc kiểu bị tiền. Lau dầu 100 chống nước 100. 200. Con này cái hôm ấy nó cái giống như cả nó nhiều lún đúng không? Con này thứ nhất em chỉ luôn cho anh này. SK con này chống nước được. Con này thứ nhất là cái kim này nó thợ lắp không chuẩn này. Anh nhìn nó đang sát kim này. Anh nhìn thấy không? Mình không hiểu lắm. Không, cái kim tức là sát kim, cái kim dây với kim phút nó đang chạm vào nhau này. Anh nhìn thấy chưa? Có nhìn thấy không? Nhìn đúng không? Tức là kim dây nó đè lên kim phút. Thế là thợ lắp kim không chuẩn. Em không biết nhưng mà em thấy là nói thế thôi nhá. Đó, thế đây anh nhìn thấy hai cái kim nó đang chồng với nhau này. Nhá. Thứ nhất là thế, thứ hai là nước đang vào. Cái kim này lắp lại thôi, không có vấn đề gì cả, còn cái này nước vào này. Nhưng mà nhiều đấy, không phải ít đâu. Và cái này phải lau dầu đi thôi. Con này nước mới vào thôi gì anh? Nó vào xong mình người mình đeo con kia rồi chứ. Thế thì em phải tháo ra kiểm tra đã nhá, không thì nó phá máy thì em nguy hiểm lắm đấy. Đấy em kiểm tra qua nhá. Mình thấy nó hấp vào là mình vẫn là tổ, mình đeo nữa. Thế thì nước vào nhiều đấy anh ạ. Bao nhiêu người hỏi em cái này đấy. Nhiều lắm. Hỏi để họ mua hả? Cái này của thằng em nó mất cho thằng nên nó mới bảo cái thằng gì đấy thế này em bắt bệnh đúng không? Nó đem cái đấy đúng không? Nước vào nó phá máy kinh khủng luôn đây này. Đây này anh nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Ôi giời ơi. Nó đem đi đúng không? Em xì này. Em lấy một cái máy này cho anh nhìn nữa nhá, để anh so sánh nhá. Ôi nước này. Nó hấp vào nó mình vẫn đây đủ này. Cái máy của em đang chạy đây nhá. Bác nhìn nhá, bác so sánh nhá. Thấy chưa? Nó có thế đâu. Đúng rồi, nó vào nó vậy chứ. Đó. Thấy chưa? Con này là em có. Làm mất nhiều công nữa. Nè, nước này, úi dồi, nước nhiều đấy. Nè, nhưng còn chứng tỏ nước vào rất rất nhiều luôn. Nó vào khu nào nhỉ? Cái này phải kiểm tra. Kiểm tra hết. Thứ nhất là thế nhá, thì em chỉ cho anh như này. Chỉ tiếp nhá. Chỉ tiếp cho anh như này. Cái núm này của nó là thợ gắn keo rồi này. Đây này. Gắn keo này. Đây này, không chỉnh được nữa đâu này. Không chỉnh được vành ly đây này. Vành ly có chỉnh được nữa đâu. Quay là nó chết hẳn rồi đó. Vâng, bây giờ anh muốn quay không em làm chứ. Không, mình chỉ muốn là nó không vào nước rồi. Đây này, con này này. Bây giờ không vào nước mà vẫn quay được luôn. Đó, vẫn quay luôn. Đó. Ôi thế là mướt quá rồi chứ. Vâng, được, làm được. Cái này làm được nhá. Thứ hai nữa là cái núm này của anh không phải núm xịn nơi này. Ừ, chính xác, một hôm nó nồi ra là nó thay cái núm nào vào đấy. Cái núm này của anh núm mạ nhá. Cái hôm nó mang lên là mình bị mất cái núm đấy. À đấy, nó núm núi núm mạ nhá, không phải núm inox nhá. Cái núm bơm này. Con này thứ nhất là phải lau dầu này. Từ đã em xem cái tự động của nó lên được không đây. Hỏng mẹ tự động, ăn cứt hỏng tự động rồi. Cái đen xì này hỏng tự động rồi. Hỏng với càng cua rồi. Nếu cái này mà hỏng càng cua thì vứt mẹ ăn. Hỏng càng cua rồi. Thế tùy anh thôi. Thì cái này làm mất nhiều công đấy. Con này này. Càng cua đấy chắc chắn hỏng rồi. Tại vì nó đen xì này rồi, nó dỉ hết cái răng này. Đó. Sang nước còn khủng khiếp thế nhỉ. Mà anh vẫn để được hơi giỏi đấy. Thì hai con mình vứt vào tủ quán mình rồi. Làm cho mình hai thục tay là okay. Mình không kiêng. Con này mai anh lấy. Này lau dầu trong nước được. Con xịn này làm sướng lắm.
Thật ra là mình phá kinh cái con đấy, nhưng mà mình chưa nó vui đợt này vì nước này đầu tiên thôi. Con này em vừa làm suốt từ lúc ấy giờ mệt lắm nên là tí nữa mới làm rồi. Đấy, cứ vào